Từng chiều lang thang trên phố dài, vẫn bước qua những nơi ngập tràn dấu tình yêu. Quý vị và các bạn đang được thưởng thức chất âm của cặp loa Noda, một dòng thương hiệu của Đức, Bass 20, với chất âm hay đến chi tiết từng lốt nhạc một. Các bạn nghe cái âm thanh nó ra rất là sạch, chi tiết. Cảm giác như ca sĩ người ta đang đứng ở trước mặt mình, người ta hát vậy. Loa rất đẹp các bạn. Ở đây thì Minh Vũ đang ghép với lại một con đẩy Eric, cũng một dòng thương hiệu của Đức. Phải nói là khi đẩy cùng hãng Noda với Eric thì nó cũng gọi là cùng một mẹ đẻ ra các bác nhé. Chất âm hợp như cậu với mợ luôn. Ở đây một bộ thì Minh Vũ ghép cùng có một đẩy Eric, model là KA3502, hàng bãi đẹp xuất sắc. Một vang số Gutin, model là GS820, một quản lý nguồn QSC Q10, một mic Sodemac hàng nội địa của Trung Quốc. Mic này rất là hay nhé, tí thử tiếng mic luôn. Đây. Đó. ID1267. Ủa, tiếng mic cực kỳ phê đúng không ạ? Đây là dòng loa phải nói là không thể chê đúng không? Cả bộ như thế này thì Minh Vũ đang bán mức giá là 14.050.000. Đó, là các bạn đã sở hữu được một bộ karaoke. Với những đôi loa như thế này thì anh em có thể vừa hát vừa nghe nhạc rất là hay. Còn nếu như nhà các bác đang sử dụng một bộ karaoke mà đang thiếu loa lời, cần hỗ trợ một đôi loa lời thì các bác nên lựa chọn dòng loa Noda này. Khẳng định các bác khi bỏ đồng tiền ra, các bác xứng đáng với những gì các bác lựa chọn. Mức giá thì rất là tốt trong thời điểm bây giờ. Tại thời điểm bây giờ thì mức giá tốt nhất trong năm và trong tất cả các năm Minh Vũ đang bán là 4.300.000, đã bao gồm phí ship các bác nhé. Đó, loa rất nặng. Một cặp này thì nó dao động tầm 25 cân cả cặp. Còn nếu anh em mà muốn chơi cả bộ với không gian tầm 20-25 m² thì lựa chọn bộ này rất là ok. Chỗ em thì chỉ có bán hàng xịn thôi. Rất là nhiều kênh, rất là nhiều những cái đơn vị khác người ta bán hàng nhái, hàng mới, hàng kém chất lượng. Nên các bác đi mua hàng chúng ta nên cân nhắc, tìm hiểu thật là kỹ để lựa chọn những đồ xịn mua một lần thôi nhé, tránh trường hợp mà mua phải những đồ đều, đồ nhái về vừa mất tiền rồi vừa bực cho người. Ở clip này thì Minh Vũ chỉ làm ngắn gọn vậy thôi. Nói chung đồ em thì toàn đồ thừa thôi, em không bán mấy hàng vớ vớ vẩn vẩn. Loa thì clip trước đã giới thiệu toàn thể các bác rồi. Về hình thức loa bên trong tất cả zin đẹp nguyên bản. Và những cái đồ bãi em lựa chọn toàn những đồ chất và kiểm tra rất là kỹ. Và những loa thì toàn loa hay thì em mới làm thôi, chứ không làm những cái dòng loa vớ vẩn. Có nhiều bác lên cái bình luận bảo là loa nào cũng quảng cáo hay, thì em chỉ nhập loa hay thôi, chứ còn những loa vớ vẩn các bác thấy em có làm đâu. Ở đây toàn những loa gọi là đẳng cấp, những đôi loa tên tuổi. Đây này, về cái loa Eric này, anh em thích thì chơi dòng này, này đẳng cấp luôn. Đấy, dòng thương hiệu của Đức ấy, đẹp như mới luôn. Nhìn như thế này thì ai chả phê, ai chả muốn gọi là mua đúng không? Mà giá rất rẻ. Đây, phần tấn đây. Một đèn cao cấp nhất của hãng nhá. Đẹp chưa? Cả bộ giá 6 triệu bạc. Đọc những cái họng của nó đã thấy phê rồi. Đọc giấy bịch luôn. Check này, check Lavoxy của Ý này. Đó. Còn bát, dòng bát này là dòng bát cũng là của Ý luôn. Italy nhá. Anh em hay để ý những dòng loa Lexo với dòng loa CF là nó hay sử dụng cái dòng kiểu bát như này. Nhưng đối với con này thì các bác nhìn màng này, nó có rất là nhiều đời. Đời này là đời đắt tiền nhất này. Đó.
không thua kém gì dòng Nexo đâu nhé. Bằng mắm tôm này, cân vải tẩm dầu. Những clip sau thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về cái dòng loa này. Còn clip này là test chất âm, mặc dù loa này thì nói thật các bác là không có thời gian để mà nên đồ test rồi là gửi đi cho các bác. Mấy ngày hôm nay có nhiều bác đặt hàng bên em nhưng mà em chưa có thời gian em dọn, phải dọn nên đẹp như thế này thì em mới gửi hàng đi, chứ không phải là gọi là để nó xấu như em nhờ em gửi, phải đẹp và bên trong là phải zin các bác nhé. Rồi, xin chào mọi người, các bác có nhu cầu cứ alo trực tiếp cho mình Vũ nhé.